Cao Chuyên Minh xin chào tất cả các bạn. Nhiều bạn thắc mắc không biết là cái thanh sao bầu này tháo ra kiểu gì. Thì cũng nhân tiện là hôm trước có bạn hỏi là bạn muốn tháo cái thanh bè này ra. Thì bạn này lại tả cho tôi là để mà tháo được cái thanh bè này thì cần phải tháo ốc. Đấy, bạn nghĩ là tháo cái ốc này ra. Bạn bạn lầm lầm như thế, bạn ấy nghĩ là phải tháo cái ốc ở đây ra. Đấy, vì cái ốc này nó giữ cái thanh bè mà, thì bạn nghĩ tháo ốc ở đây ra thì mới tháo thanh bè. Thì thực ra không cần thiết, mà tôi nghĩ là không không nên. Tháo thanh bè thì rất đơn giản thôi, là chúng ta rút cái thanh ở giữa này trước. Đấy, đây chúng ta rút rút cái thanh ở giữa này ra. Thì khi đó thì nó không không còn cái gì nó giữ lại cái thanh bè cả, thì khi đó chúng ta rút được thanh bè ra. Đấy. Thanh bè bên kia cũng tương tự. Đấy. Khi mà chúng ta tháo lắp thì chúng ta phải lưu ý đừng có va gì vào cái lá đồng nhé. Những cái lá đồng này mà chúng ta va vào là nó bị vênh là hỏng đấy. Khi đó thì phải thợ mới sửa được chứ chứ những người chơi thì thông thường thì không sửa được. Đấy, đặc biệt là phải lưu ý cái thanh giữa này này không được va vào cái lá đồng này. Chỉ va nó vênh nó cong đi một chút thôi. Nó đã ảnh hưởng rồi, còn vênh nhiều là hỏng. Hỏng hẳn đấy. Thì chúng ta tháo lắp thì chúng ta phải lưu ý cái đấy. Trường hợp thông thường nó không có cái sự cố gì, tức là cái cây bầu chúng ta sử dụng bình thường không có lỗi gì thì chúng ta đừng tháo. Mà nếu như có lỗi, giả sử có lỗi đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên phải nhờ tư vấn của các cái shop trước, những người người ta có kinh nghiệm về sửa chữa cái này đấy, thì chúng ta mới nên làm theo cái tư vấn của họ. Chứ khi mà chúng ta đã gặp lỗi chứ hẳn là chúng ta đã tháo ra đâu nhé. Gặp lỗi rồi chúng ta cũng nên nên gọi cho các shop để nhờ tư vấn trường hợp nó bị như thế thì nên làm gì. Đấy, tức là ví dụ nó dè này, nó kẹt này, nó không kêu hay kêu bé kêu yếu gì đó thì chúng ta cũng nên gọi cho shop trước. Shop người ta hướng dẫn thế nào thì chúng ta làm theo đấy, chứ không nên tự ý đang bình thường này chúng ta rút ra cũng có thể bị hỏng đấy. Cái giống sao mèo và sao bầu nó dở ở cái đấy là nó rất dễ bị hỏng nếu như va vào cái lá đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.